Sau một năm với rất nhiều những ngóng trông, những sự chờ đợi và cả những đồn đoán, rốt cục thì vào ngày hôm qua, Jadon Sancho đã chính thức khoác lên mình màu áo đỏ và ra mắt với tư cách là một cầu thủ của Manchester United. Thương vụ chuyển nhượng Sancho từ Borussia Dortmund tới sân Old Trafford chắc chắn là một trong những thương vụ khiến cho báo chí tốn nhiều giấy mực nhất trong một năm vừa qua. Từ mùa hè năm 2020, chiếc máy bay chở Sancho tưởng chừng như đã ở rất gần Manchester khi những cuộc đàm phán, những lời đề nghị từ Manchester United đã được gửi đến Dortmund suốt mùa hè. Còn giới săn tin thì trực chờ bên ngoài sân xích nhổ Iduna Park 24/7. Để rồi các cổ động viên của Quỷ Đỏ thành Manchester đã phải thất vọng khi không có chuyện gì xảy ra sau khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Thế nhưng kể từ thời điểm đó, những tin đồn về một thương vụ chuyển nhượng đưa Sancho trở lại thành Manchester vẫn chưa bao giờ hết hot trên các mặt báo. Tiền đạo thuộc biên chế Dortmund thì vẫn thể hiện phong độ ấn tượng ở trên sân, còn Man United vẫn cứ loay hoay với vấn đề trong suốt nhiều năm qua ở hành lang cánh phải của mình. Sancho muốn có một bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp, Man United thì cần một người giải bài toán cánh phải. Cả hai đều biết rằng họ cần nhau, dù sự kết hợp nhận được nhiều sự mong đợi đã đổ vỡ vào mùa hè năm ngoái, nhưng Man United chưa bao giờ thôi nghĩ đến Jadon Sancho. Những cuộc liên lạc, những cuộc đàm phán vẫn diễn ra liên tục. Để rồi khi thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay chỉ vừa mở cửa, Man United đã đưa ra thông báo họ đã đạt được thỏa thuận với Dortmund về thương vụ chuyển nhượng Jadon Sancho. Sau một chiến dịch theo đuổi dài hơi, cuối cùng thì Quỷ Đỏ đã có được điều mà mình cần. Với cả Man United cũng như Sancho, sau tất cả, họ đã tìm thấy nhau. Mặc dù là một đội bóng chuyên đào tạo tài năng để bán kiếm lời, thế nhưng việc đàm phán với Dortmund chưa bao giờ là một việc dễ dàng. Đội chủ sân Signal Iduna Park thường chỉ bán đi một trụ cột mỗi năm và họ luôn biết khi nào là lúc thích hợp để bán đi một ngôi sao của mình. Ở mùa hè năm ngoái có những thời điểm mà lời đề nghị từ Man United đã vượt ngưỡng 100 triệu bảng, nhưng quan điểm của Dortmund là rất rõ ràng, 120 triệu bảng hoặc không gì cả. Đơn giản là bởi họ cảm thấy đây chưa phải là thời điểm thích hợp để bán đi Sancho. 120 triệu bảng trong bối cảnh tài chính của mọi đội bóng đều bị tàn phá nặng nề bởi đại dịch là một con số mà đến cả Man United cũng khó có thể chi trả nổi. Thế nhưng, một năm trôi qua sau một mùa giải mà Sancho góp công quan trọng giúp đội bóng vùng rùa cán đích trong top 4 Bundesliga và lọt vào tới tứ kết của Champions League. Tiền đạo người Anh đã nhiều thêm một tuổi, còn hợp đồng của anh thì bớt đi một năm. Dortmund quyết định rằng đây là thời điểm thích hợp để họ bán đi trụ cột của mình. Nói thế không phải là để phủ nhận công sức của Man United trong 12 tháng vừa qua. Thực tế là bộ phận chuyển nhượng của Quỷ Đỏ thành Manchester đã làm việc rất hiệu quả và có một thương vụ đáng khen khi họ đã giảm bớt được đến 30 triệu bảng so với mức giá được đưa ra vào mùa hè năm ngoái. Đó là giai đoạn mà những cuộc đàm phán xoay quanh những con số cả trăm triệu bảng. Thế nhưng mức giá cuối cùng để đưa về Sancho ở mùa hè này chỉ là 73 triệu bảng, con số đã khiến cho nhiều người phải cảm thấy bất ngờ. Càng bất ngờ hơn đó là Man United có thể thuyết phục thành công Dortmund chấp nhận hình thức trả góp trong 5 năm, có nghĩa là thay vì mất ngay 100 triệu bảng mùa hè trước, thì giờ đây Quỷ Đỏ chỉ phải trả cho đối tác khoảng 15 triệu bảng mỗi mùa, một mức giá rất phải chăng trong tình hình khó khăn hiện nay. Mức lương mà Sancho nhận cũng chỉ dừng lại ở mức 250.000 bảng một tuần, bằng với mức lương đã được hai bên đồng thuận vào năm ngoái và ít hơn nhiều so với con số mà báo chí đồn đại trong thời gian qua. Hợp đồng của tiền đạo người Anh kéo dài 5 năm, kèm theo điều khoản có thể gia hạn thêm 1 năm. Có nghĩa là Sancho có thể cống hiến trọn vẹn những năm tháng đẹp nhất cho đội chủ sân Old Trafford và thậm chí khi hợp đồng hết hiệu lực, tức là khi Sancho 27 tuổi, nếu muốn bán thì Man United vẫn có thể thu về số tiền không nhỏ. Nhìn chung, đây là một bản hợp đồng rất thành công của đội ngũ chuyển nhượng của Man United. Quỷ Đỏ vừa có thể đưa về một ngôi sao trẻ hàng đầu, lại vừa tiết kiệm được khá tiền. Man United quyết tâm có được Sancho như vậy bởi đây là một bản hợp đồng gãi đúng chỗ ngứa của họ. Đã từ rất lâu rồi, hành lang cánh phải là điểm yếu chí mạng của đội chủ sân Old Trafford. Có lẽ từ thời của những Park Ji-sung hay Luis Nani, chưa từng có một cầu thủ chạy cánh phải nào khiến cho các cổ động viên của Quỷ Đỏ cảm thấy yên tâm. Antonio Valencia là người có thời gian gắn bó lâu nhất, nhưng anh cũng chỉ là một cầu thủ thi đấu ở mức tròn vai với sở trường là chạy và tạt. Còn những Angel Di Maria, Henrik Mkhitaryan hay là Daniel James thì chỉ để lại nỗi thất vọng. Chắc hẳn không có đội bóng hàng đầu nào lại trải qua nhiều mùa giải cạnh tranh tại các giải đấu lớn trong tình trạng liệt một biên cánh như vậy. Mùa giải trước, Marcus Rashford là người thường xuyên được đẩy sang bên hành lang cánh phải để xoay tua với Mason Greenwood và Daniel James. Đây là vị trí không phải sở trường của tiền đạo ma số 10 và thực tế anh tỏ ra nguy hiểm hơn nhiều khi xuất hiện ở hành lang cánh trái. Jadon Sancho chính là lời giải cho bài toán khó nhằn đó. Trong 4 mùa giải khoác áo Dortmund, Sancho thi đấu chủ yếu bên phía cánh phải. Những thông số thống kê của tiền đạo người Anh là hết sức ấn tượng.
Kể từ mùa giải 2018-2019 cho đến nay, anh là người có nhiều pha kiến tạo thứ 3 tại châu Âu chỉ sau Thomas Müller và Lionel Messi. Trong giai đoạn đó, Sancho cũng là một trong hai cầu thủ người Anh có số lần đóng góp vào bàn thắng nhiều nhất với cùng 78 lần như Harry Kane. Với điểm mạnh là tốc độ, khả năng đi bóng qua người với kỹ thuật và sự lắt léo, cũng như nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, Sancho sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho những gì mà Man United còn thiếu. Còn với Paul Pogba và Bruno Fernandes, Sancho sẽ là cỗ máy tiếp đạn lý tưởng cho những chân sút như Marcus Rashford, Mason Greenwood hay là Edinson Cavani thao hồ nổ súng. Điều duy nhất khiến cho các cổ động viên của Quỷ Đỏ vẫn cảm thấy chưa thật sự được thỏa mãn, đó là Sancho chưa thể có được cơ hội khoác lên mình chiếc áo số 7, chiếc áo hiện đang thuộc quyền sở hữu của Edinson Cavani. Ở mùa hè trước, một trong những chiêu trò mà đội bóng thành Manchester đã dùng để lôi kéo ngôi sao trẻ của Dortmund chính là việc hứa sẽ trao cho anh chiếc áo số 7, nhưng đáng tiếc rằng thương vụ này đã đổ bể. Và bản hợp đồng muộn cuối mùa hè của Man United là Cavani đã có cơ hội sở hữu số áo huyền thoại tại sân Old Trafford. Với cá nhân Jadon Sancho, lần trở lại này mang một ý nghĩa rất lớn đối với anh. Trưởng thành từ lò đào tạo của Man City, Sancho đã có quyết định vô cùng dũng cảm khi chấp nhận rời khỏi vùng an toàn để chuyển tới một đất nước xa lạ khi mới chỉ 17 tuổi. Từ xưa đến nay, việc cầu thủ Anh xuất ngoại đã là chuyện hiếm chứ chưa nói gì đến một cầu thủ mới chỉ 17 tuổi như Jadon Sancho. Khi cảm thấy cơ hội thi đấu của mình là không nhiều tại Man City, Sancho đã không ngần ngại chấp nhận lời đề nghị từ Dortmund chuyển tới nước Đức tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp. Và quyết định này của anh là một quyết định hết sức đúng đắn. Với một cầu thủ người Anh như Sancho, có lẽ Premier League vẫn luôn là giải đấu mà anh hướng đến. Signal Iduna Park chỉ là sân khấu để anh giới thiệu mình với khán giả và Dortmund chỉ là bước đệm để đưa anh đến với một đội bóng lớn hơn. Trong suốt hơn một năm qua, Sancho tỏ ra rất kiên định với mong muốn được trở về nước Anh và khoác áo Manchester United, và đó cũng là một trong những lý do góp phần đẩy nhanh việc đàm phán giữa Dortmund và đội chủ sân Old Trafford. Sau tất cả, Sancho đã đạt được mục tiêu mà mình hướng đến. Anh rời nước Anh khi chỉ làm cậu nhóc không ai biết đến và trở lại với tư cách là một trong những ngôi sao hàng đầu. Những gì mà Sancho trải qua là hình mẫu cho mọi đứa trẻ đam mê bóng đá có thể học tập. Sancho không chỉ nghĩ đến việc ngày mai ra sân tập như thế nào, mà anh đã tự vạch ra một lộ trình rõ ràng cho bản thân và không ngại mạo hiểm để đạt được đích đến cuối cùng. Sau những năm tháng đầu tiên trong sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, giờ đây thách thức mới thực sự bắt đầu dành cho Jadon Sancho. Bởi Old Trafford không hề giống với Signal Iduna Park, nơi anh có thể chơi bóng một cách thoải mái, mà khoác áo Man United đồng nghĩa với việc chấp nhận thách thức to lớn, nơi mà truyền thông Anh Quốc sẵn sàng cấu xé bất cứ một sai lầm nào. Lần trở lại này còn là cơ hội để Sancho tìm kiếm cho mình sự khẳng định. Anh đã rời khỏi quê hương khi không thể tìm được chỗ đứng tại Man City. Liệu Sancho có thể chứng minh rằng đội bóng giờ đây là kình địch của mình đã sai khi không trọng dụng anh, rằng anh đủ sức để có thể tỏa sáng tại một đội bóng hàng đầu tại Premier League? Hơn thế nữa, những thành công mà Sancho đạt được cho đến thời điểm này là khi anh thi đấu ở một đất nước khác với tư cách là một người Anh. Điều mà những người hâm mộ xứ sở sương mù chờ đợi là liệu Sancho có thể làm được gì khi khoác một đội bóng Anh và thi đấu tại chính quê nhà của mình. Suy cho cùng, mọi quyết định của Sancho cho đến lúc này của sự nghiệp đều là để dành cho thời điểm này. Sancho luôn hướng về nước Anh và giờ sẽ là cơ hội để anh có thể thực sự tỏa sáng ngay trên chính mảnh đất quê hương của mình. Trận đấu derby thành Manchester một giải tới chắc chắn sẽ rất hấp dẫn, bởi đó sẽ là lần đầu tiên mà The Citizen có cơ hội đối mặt với con quái vật do chính tay mình tạo ra. Ở mùa giải trước, Man City và Sancho đã có cơ hội gặp gỡ, tuy nhiên điều đó đã không thể xảy ra bởi cầu thủ người Anh gặp phải một chấn thương và phải bỏ lỡ cuộc đối đầu giữa City và Dortmund trong khuôn khổ Champions League. Nhưng để cuộc tái ngộ đầu tiên là khi Sancho khoác lên mình màu áo của kình địch Man United có lẽ là một sự sắp xếp của số phận. Còn với những cổ động viên của Quỷ Đỏ thành Manchester, có lẽ họ chưa quan tâm quá nhiều đến những điều sau này, mà giờ đây họ chỉ đang tận hưởng sự hưng phấn đến từ bản hợp đồng mới của họ, một bản hợp đồng mà họ đã phải chờ đợi quá lâu. Sau tất cả, Manchester United và Jadon Sancho đã tìm thấy nhau.